Vâng, nông dân cộng sản Dương Vi xin kính chào cô dì, chú bác, các anh, các chị và các bạn thân mến. Ngô Anh Tuấn, một kẻ ảo tưởng. Đấy. Sau khi tham gia bào chữa cho một số bị can trong vụ án giết người và chống người thi hành công vụ xảy ra vào ngày 9 tháng 1 năm 2020, được đưa ra xét xử ngày 7 tháng 9 năm 2020 tại Hà Nội, luật sư Ngô Anh Tuấn tung lên bài viết "Tôi đã từng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam". Nội dung bài viết hết sức nhảm nhí và chỉ nhằm đánh bóng tên tuổi của mình với các nhà dân chủ và để thừa hưởng cái gì mà cái đám dân chủ cuội nó muốn bơm cho cái luật sư Ngô Anh Tuấn này. Đồng thời cũng thưa với các ông chủ đang nấp trong cái bóng tối rằng tôi rất giỏi, tôi không muốn vào đảng. Họ đẩy tôi vào nhưng tôi không có lý tưởng. Ấy quả là hoanh hoang và ngụy biện. Nếu mà ngày trước ấy, Ngô Anh Tuấn này học không giỏi, không phấn đấu thì đảng bộ của nhà trường không bao giờ làm hồ sơ kết nạp cho anh. Chẳng qua lúc đó cái thành tích học tập của anh ấy tốt nên người ta xét cho anh đi học và kết nạp anh vào đảng. Nhưng mà sau quá trình học tập ấy, tốt nghiệp ra trường, anh trở thành một người vô cùng hoành hoang, cháo trở. Thực chất Ngô Anh Tuấn này là ai? Tài đức của vị luật sư này cỡ nào? Có lẽ chẳng ai biết tới cái tên Ngô Anh Tuấn cho đến khi anh ta tham gia vào các phiên tòa để bào chữa cho các đối tượng phạm tội chống phá nhà nước Việt Nam. Ví dụ như Trần Thị Nga, Hoàng Đức Bình, Nguyễn Nam Phong. Đó là những thành phần dân chủ cuội, bán nước hại dân, vi phạm những điều thuộc lĩnh vực an ninh quốc gia, điều 113, điều 117, đấy, điều 109, đó là những thành phần này. Cần lược qua một số hoạt động của Ngô Anh Tuấn để chúng ta có cái nhìn rõ hơn về vị luật sư dân chủ cuội này, vị luật sư toàn thua này. Luật sư Ngô Anh Tuấn ấy đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam trong năm học cuối khi còn là sinh viên khoa luật trường đại học của Đà Lạt. Tuy nhiên ấy, sau đó do tinh thần thái độ ý thức kém, luôn tự cho mình là tài giỏi, cái bệnh kiêu ngạo tự phong nên không cần e ngại, nghĩ mình hơn người nên thường xuyên vi phạm nguyên tắc tổ chức đảng. Ngô Anh Tuấn ấy đã bị Đảng ủy Trường Đại học Đà Lạt kỷ luật. Có lẽ đây là bước trượt đầu tiên của một kẻ tự huyễn hoặc mình. Kỳ bầu cử Quốc hội khóa 14 năm 2016, hàng loạt những kẻ luôn ảo tưởng về giá trị bản thân khi được một số kẻ cơ hội và tổ chức chống phá bơm mớm tung hô tân bốc cho uống thuốc lú mà tự tin đăng ký ứng cử vào đại biểu Quốc hội, trong đó có vị luật sư trẻ tuổi tự cao tự đại Ngô Anh Tuấn này. Đấy. Do cái sự gian dối khai man trong lý lịch và nổ tung trời về bản thân với những cái chức danh không tưởng khi làm tại trường đại học Vạn Xuân Nghệ An rồi các công ty luật ở Hà Nội, Tuấn đã bị trả lại hồ sơ ngay khi nộp. Kết quả này ấy, khiến kẻ tham vọng choáng và tỏ ra bất tuân phục. Có biết là cái hồ sơ tham gia ứng cử vào đại biểu Quốc hội của Ngô Anh Tuấn này này đã bị loại bỏ ngay từ vòng gửi xe, có nghĩa là hiệp thương lần đầu ấy. Kết quả này khiến kẻ tham vọng choáng và tỏ ra bất tuân phục. Đấy. Chính vì vậy ấy, trên Facebook của Ngô Anh Tuấn này này bộc lộ rõ sẽ phục hận vào khóa sau. Thế nhưng ấy, thay vì cố gắng khắc phục những yếu kém khuyết điểm của bản thân mình ấy, Ngô Anh Tuấn lại tiếp tục xa lầy vào tư tưởng và hành động. Thực chất việc Tuấn tự ra ứng cử đại biểu Quốc hội là một cách đánh bóng bản thân, gây niềm tin và sự chú ý cho các ông chủ đã nuôi dưỡng bơm tiền đầu tư cho mình. Đấy. Còn chính Tuấn thừa biết rằng Quốc hội Việt Nam không thể có chỗ cho một cái kẻ như một kẻ tự cao tự đại, mà người dân, chính những người bỏ phiếu cho hắn ấy, còn không biết hắn là ai, làm sao ứng cử được.
Chính vì vậy nên hiệp thương lần đầu ấy đã bị loại bỏ, nhưng mà hắn cố tình làm vậy, cuối cùng chỉ là tự bôi do chát chấu vào mặt mình. Sau hàng loạt những thất bại trong các vụ tranh chấp khiếu kiện, điển hình là vụ tranh chấp bản quyền tác giả bài thơ Tổ quốc gọi tên mình cho Ngô Xuân Phúc, một kẻ phản phúc vượt biên trái phép sang tị nạn ở Thái Lan, Ngô Anh Tuấn ôm cục tiền kiếm được do lừa đảo khách hàng mở công ty luật tại Hà Nội do bản thân đứng tên làm giám đốc. Thế nhưng ấy, tài ít tật nhiều, khi tìm được các thân chủ thuê mướn để kiếm tiền trang trải cuộc sống, Tuấn đã chuyển hướng kinh doanh, bắt tay cùng một số luật sư có tư tưởng trái chiều, có nhiều hoạt động chống phá ngầm với sự tiếp tay của các thế lực thù địch ở nước ngoài, tham gia vào các vụ án liên quan đến xâm phạm an ninh quốc gia này. Các vụ án đặc biệt nghiêm trọng mà bị cáo bị truy tố là các đối tượng phản động nguy hiểm. Đấy. Ngô Văn Tuấn này này, Ngô Anh Tuấn này này, đã cùng các sư phụ của hắn, ví dụ như luật sư phản phúc cơ hội như tên Hà Lụy Huy Sơn này, Lê Văn Luân này, đấy, tham gia vào bào chữa những cái tên phản động, những cái thành viên của các tổ chức khủng bố Việt Tân, ví dụ như Trần Thị Nga phạm tội tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau các phiên tòa xét xử, Tuấn và các vị luật sư tài ba kia giúp thân chủ của mình nhận thêm cái mức án 9 năm tù giam và 5 năm quản chế. Còn nhiều người khác nữa, nhờ các vị luật sư dân chủ quậy, các vị luật sư toàn thua bào chữa này này, cái mức án không được giảm nhẹ mà được tăng thêm. Đấy, vì cái tài ba của các vị luật sư ấy ở đâu? Xin thưa rằng không có. Tuấn ấy, cùng với hai vị luật sư của Tuấn ấy, như Nguyễn Hà Luân này, với Hà Huy Sơn ấy, tham gia vào cái phi vụ bào chữa cho tên Hoàng Đức Bình, Nguyễn Ngọc Nam Phong tại Nghệ An, quê của Tuấn ấy. Hoàng Đức Bình là phó chủ tịch phụ trách khu vực miền Trung của tổ chức Việt Tân phong trào lao động Việt ấy, bị truy tố về tội chống người thi hành công vụ và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Nguyễn Nam Phong bị truy tố về tội chống người thi hành công vụ. Chưa hết, Tuấn ấy, lại tiếp tục nhận bào chữa cho Nguyễn Viết Dũng, tức Dũng Phi Hổ, với tội danh tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hắn có trả lời phỏng vấn của đài RFA tiếng Việt ấy. Cái tên Ngô Anh Tuấn này này còn vỗ ngực tự đắc rằng á, mình có đủ trí tuệ, dũng khí và bản lĩnh để bảo vệ cho Nguyễn Việt Dũng, và tuyên bố luật sư ở Việt Nam không thiếu, nhưng những người có đủ trí tuệ, dũng khí và bản lĩnh để bảo vệ những người bất đồng chính kiến thì không nhiều, chỉ trên dưới 10 người, và trong họ thường trong những người bảo chữa cho những người chống phá này này, hắn cho rằng là họ thường bị cô lập trong các hoạt động hàng ngày, cho nên tôi muốn tham gia để thắp lên cái ngọn lửa dũng khí cho chính đồng nghiệp của mình. Đấy, nói đến cái việc này ấy, Dương Vi cũng quen rất là nhiều luật sư, mà thậm chí có những vị luật sư rất là nổi tiếng, nhưng mà người ta không muốn tham gia bào chữa vào những cho những thành phần phản động phản quốc này, bởi vì mất cái uy tín, cái danh dự, cái nhân phẩm đạo đức của người ta đi, của cái nghề luật sư này đi, phạm tội tuyên truyền chống phá đảng nhà nước là cái tội cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ cần phải lên án, nên người ta đã không muốn tham gia vào. Chẳng qua là những vị luật sư đó được viện kiểm sát, cái tòa án chỉ định anh bắt buộc phải bào chữa cho những vị luật sư đó, những vị luật sư đó mới tham gia vào bào chữa, chứ không phải ngửa tay đi vì những cái đồng tiền bẩn thỉu của các thế lực thù địch nó bơm mớm cho thân chủ của mình, và từ đó gia đình thân chủ thuê những luật sư như Ngô Anh Tuấn này nhá. Hắn còn nói hơn thế, để là góp phần bảo vệ cho những người có suy nghĩ tiến bộ
Nhưng theo cái tư tưởng, theo chế độ hiện tại thì họ bị xem là không phù hợp nên bị hắt hủi, bị ghẻ lạnh trên chính quê hương mình. Cái này là không phải là hắt hủi, không phải ghẻ lạnh, mà cái này ấy, người ta thấy cái việc làm của những cái vị thân chủ mà luật sư Ngô Anh Tuấn bào chữa này, là những kẻ này là kẻ vi phạm nghiêm trọng về an ninh quốc gia nên người ta không muốn bào chữa. Chả có ai ghẻ lạnh các vị cả. Mà hơn 9.000 luật sư ở Việt Nam này này thì rất nhiều người tài giỏi nhá, đàm phán ở quốc tế, đưa những cái thành công nhất định về cho đất nước Việt Nam, đặc biệt là về cái lĩnh vực kinh doanh. Những cái vụ án tranh chấp về thương mại, hắn còn nói cho rằng trong số hơn 9.000 luật sư này có giấy phép hành nghề ở Việt Nam thì chỉ dưới 10 người có đủ trí tuệ, dũng khí và bản lĩnh. Và chắc chắn ông là một trong số 10 người đó thì ông muốn là người thắp lên cái ngọn lửa dũng khí cho chính những người đồng nghiệp của mình. Vậy thì ông đang làm đấy, những cái bước làm, những việc làm của ông ấy thì chính bị người dân trong nước, thậm chí những người ở nước ngoài nói tiếng Việt, bà con kiều bào hải ngoại cũng phản đối, cũng nói ông chỉ là thằng ăn mày chính trị, giả danh trí thức, giả danh luật sư để kiếm chắc cơ hội. Trước những tuyên bố vô cùng hùng hồn này, dư luận đã ra sức trông đợi cái phiên tòa xét xử Nguyễn Việt Dũng. Tuy nhiên ấy, đến phút chót, Ngô Anh Tuấn đã không xuất hiện tại phiên tòa để bảo vệ thân chủ như ông đã tuyên bố. Khi phiên tòa phải tạm hoãn, Ngô Anh Tuấn mãi cũng không hề đưa ra thông báo nào cho cái việc vắng mặt của Ngô Anh Tuấn này. Đấy, hắn biết là thua chắc chắn nên chạy làng, điện thoại tắt, mèo không liên lạc được, tất cả mọi thứ không thấy phản biện, không thấy phản hồi. Và mới gần đây nhất ấy, tại phiên tòa xét xử 29 đối tượng ở xã Đồng Tâm, chúng ta lại được thấy cái trí tuệ, dũng khí và bản lĩnh của luật sư Ngô Anh Tuấn này, cùng với cái đám 13 vị luật sư dân chủ quậy toàn thua ấy, mà đứng đằng sau có luật sư Nguyễn Văn Đài. Ngô Anh Tuấn cho rằng thẩm quyền giải quyết tranh chấp tại khu vực đất Đồng Xanh là thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng. Việc giải quyết của chính quyền Hà Nội là không đúng quy định của pháp luật, và trong cái vụ việc tại Đồng Tâm chưa có cuộc đối thoại nào diễn ra. Dương Vy đã nói rồi, cái vụ việc ở Đồng Tâm này này là do cái tổ Đồng Thuận, kẻ cầm đầu Lê Đình Kình lợi dụng chức vụ quyền hạn đã tham ô chiếm đất của công bán cho người khác khi ông đương chức đương quyền. Và chính vì vậy ấy, sau này ông đã bị khai trừ ra khỏi đảng. Đấy. Và nói đến cái vụ đấy thì bên cơ quan chính quyền hợp pháp đó là ai? Đó là cơ quan Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao cái đất thuộc xã Đồng Tâm này cho sân bay, cho quân đội phục vụ cho mục đích quốc phòng từ rất là lâu rồi. Từ lúc ông Lê Đình Kình là đương chức bí thư, ông tham gia và chứng kiến cuộc vị cái việc giao đất cho quốc phòng là một. Cái thứ hai, khi nhà nước đại diện là bên Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao đất cho một đơn vị là lực lượng vũ trang quản lý tiếp quản, khi làm xong thì người ta mới có trách nhiệm xử lý và làm việc phục vụ cho cái mục đích quốc phòng trên cái thửa đất đó. Còn cái việc đối thoại ấy, thì người dân, chính quyền địa phương, chính quyền huyện Mỹ Đức, cả thanh tra thành phố Hà Nội xuống để đối thoại trực tiếp giải quyết cái việc này rất là nhiều lần, thậm chí cả thanh tra chính phủ xuống và đưa ra kết luận nha. Như vậy ấy, chúng ta đã có một cái nhìn khá là đầy đủ về tên luật sư Ngô Anh Tuấn, cái vị luật sư toàn thua, cái vị luật sư dân chủ quậy này.
Đó là một kẻ cơ hội, một tên lừa đảo dưới mắt luật sư, một kẻ phản phúc và một kẻ tâm thần hoang tưởng, bất tài nhưng hám tiền, hám danh. Tôi nên khuyên luật sư anh Ngô Anh Tuấn này này, hãy quay đầu lại, quay đầu lại là bờ nha Ngô Anh Tuấn nha. Nếu mà cái tiếp tục này, cái đà này diễn ra liên tục ấy, thì trước sau gì cũng bị theo cái vết xe đổ của luật sư Nguyễn Văn Đài. Mà Nguyễn Văn Đài là ai? Là một kẻ phản quốc, đã từng bị tống ra bắt giam. Và sau này ấy, do cái tính nhân văn nhân đạo của đảng nhà nước đã cho Nguyễn Văn Đài xin đi tị nạn và được cho đi tị nạn, gọi là tị nạn chính trị ấy, các vị hay nói tị nạn chính trị ấy, mà thực chất người ta trục xuất Ngô Anh Tuấn lưu vong sống tại Đức. Nói về luật sư Ngô Anh Tuấn cùng với cái đám luật sư dân chủ quậy mà đứng đằng sau là Nguyễn Văn Đài, chúng ta phải nhận diện cho rõ những cái hành động, những cái lời nói của chúng. Ở đây còn rất là nhiều cái thành phần khác. Thôi thì